Yo, chào mừng anh em quay trở lại Quân Béo Moto Vlog. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em chiếc Honda CB150 mới test luôn, 62 km. Camera có thể focus vào cái tốc độ hồ cho anh. Đây, total 62 km. Đấy, 62 km. Và mình sẽ giới thiệu đến những anh em mới chơi CB150. Thì nếu mà anh em nào đã chơi sâu về các dòng xe rồi thì có thể bỏ qua video này. Còn anh em nào mà cần tìm hiểu về đồ chơi thì xin hãy ở lại và nghe Quân Béo Moto chém gió vài phút, và nó rất là cần thiết cho các bạn, và nó sẽ là một cái gì đấy để các bạn tham khảo được thêm về các dòng xe. Đừng nghĩ đến con CB150R của Quân Béo Moto độ nữa, vì là nó là một cái con khác biệt hoàn toàn. Mình độ để mình xây dựng cái thương hiệu của mình, và mình độ để thể hiện với anh em khả năng về phối đồ chơi của mình. Nên là hôm nay mình hãy quay về lại một chiếc xe zin. Một chiếc xe zin thì cần thiết lên những đồ chơi nào? Thì trước hết là Quân Béo Moto sẽ đi từng phần một cho anh em về dàn đầu xe nhé. Thì đầu tiên là anh em mình sẽ lắp đến cái che két nữa, là bộ phận cực kỳ quan trọng đầu tiên. Vì các bạn biết rồi đấy, những cái khe cửa két nước gió làm mát này, thì khi mà đi ấy, khi mà đi két nước thì gió nó sẽ đi thẳng từ đây, đi qua các khe cửa sổ này. Gió đi từ đây đi qua khe cửa sổ để làm mát cái dung dịch làm mát của bạn. Và nó sẽ làm có tác dụng là gì? Lâu bị nóng máy hơn. Giống như kiểu anh em ấy, một anh em mà bị dạt hết két nước này rồi, thì với một anh em mà đi cùng một con két nước còn nguyên, còn ngon, còn nguyên, thì sẽ không bao giờ là con đi của dàn két nước sẽ bị nóng máy nhanh hơn con này. Đấy, nên là anh em cái bộ phận này là bộ phận đầu tiên cần thiết. Một bộ che két của CB150 thì giá thị trường đang có rất là nhiều nơi người ta bán. Có những bộ là 400.000, 450.000. Nhưng bộ này của Quân Béo Moto là bộ hàng WAP chính hãng và độ dày rất là lớn. Thì bộ này nó có giá là tận là 750.000. Tại sao nó lại 750.000? Đủ, mình trước mình bán có 650.000. Vì anh em nhìn thấy không, bộ lần trước ấy nó chỉ có ngắn đến đây thôi. Đấy, ngắn từ đây đến đây. Nhưng bộ này nó đã làm dài hơn, sâu hơn, để làm gì? Bảo vệ cho các bạn cả sỏi siếc văng vào lốc máy, vách máy này của bạn nữa, cả những cái bộ phận này của máy. Đấy, bảo vệ rất là tốt. Đấy, là đây là bộ che két của WAP nhá bạn nhá, 750.000. Và tiếp theo nữa là anh em hay lên những cái đồ chơi là gì cần thiết nữa là chống đổ. Đây là một bộ phận nhiều, rất nhiều anh em hỏi là anh ơi chống đổ anh bán là 1.050.000 một bộ này luôn à? Không phải các bạn ạ, 1.050.000 là bộ chống đổ máy này, và đây là một bộ chống đổ rời. Thì cái pad nhôm này của nó là ở ngoài trời rất là nhiều đúng không anh em, nên là mình sẽ sử dụng bằng pad bằng nhôm. Và chống đổ ở đây là bắt vào xuyên cửa khung này, thì cái khung này của nó là khung hoàn toàn tách rời với cái pad treo máy của bạn, nó không ảnh hưởng đến gì pad treo máy của bạn. Đấy, thì là đây là khung xe nhá anh em nhá, nó không động chạm đến máy. Thì đây là một bộ khung chống đổ xuyên ra. Thì một bộ khung chống đổ này nó chỉ giá trị của nó chỉ có 450.000 thôi, nhưng mà rất là khỏe. Và tiếp theo nữa là một bộ chống đổ 1.050.000. Thì bộ này là của hàng Thái Lan sản xuất và nhập khẩu tại Thái Lan. Anh em có thể thấy những cái mối hàn này, camera có thể quay chi tiết cho anh những cái mối hàn này được không? Lẫn cả đấy sơn. Sơn này là sơn tinh điện đấy anh em nhá. Đây anh em nhìn cái mối hàn này rất là tinh xảo, nó không bị lem nhem, không bị cầu thả như cái hàng gia công. Đấy, đây này, ngay cả mối hàn ở trong những cái bộ trong góc này. Đấy, mối hàn ở bộ trong góc này. Đấy, nên là bộ này nó không bị cầu thả như bộ hàng gia công ở Việt Nam. Thì bộ này có giá là 1.050.000. Và tiếp theo nữa là cái bộ phận mà anh em hay lên, tùy anh em thôi nhá. Có anh em có thích cái đuôi zin rồi hâm mộ đuôi zin thì có thể giữ lại. Còn thì đa phần anh em lên, cái này mình gọi là đa phần. Đây là cái pad biển số. Đây là một bộ phận pad biển WAP. Bộ phận pad biển WAP. Đấy, thì đây là pad chuẩn đây, pad cả căn đây, bắt vào hai vị trí đây. Đấy, bắt vào hai vị trí WAP. Đưa ra đưa vào được anh em nhé. Nhưng mà bất lợi của nó so với những cái pad biển 500 của R15V3 là gì? Bạn phải dùng cái tun lục, bạn phải tháo cái này, tháo hai con ốc này ra, tháo ốc này và ốc này. Đấy, xong rồi bạn gập lại, xong rồi bạn lại siết chặt con ốc lại để cho chắc chắn. Nhưng mà lợi thế của nó gì? Nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe vì nó công bằng ốc, và cộng với thêm là ốc nữa là ở đây là nó là ốc chốt, ốc khóa, không trôi được ốc nên là rất là chắc chắn. Và tiếp theo nữa, như là mình phân tích cho bạn là mình nói hơi nhanh đúng không anh em? Đấy, mình nói chậm lại một tí nhá. Mình phân tích cho các bạn là tại sao đa phần anh em lại lên cái pad biển này. Vì tại sao? Vì đủ con lốp, đàn lốp Sportmark này, nó nở rất là to và đẹp, một quả lốp 150 nên là bánh rất là lớn, nên là anh em rất thích khoe cái lốp này ra. Đấy, rất thích khoe cái lốp này ra thì lắp cái bác biển này thêm.
có một vấn đề nữa là khi mà anh em tháo cái này ra thì sẽ rất là bắn. Nếu mà anh em nào mà thích khoe lốp, thích làm đẹp trời nắng thì có thể là đi xe này, còn trời mưa thì đi xe khác. Đấy là với anh em có điều kiện tài chính và có thể liên tục thay đổi xe. Thế còn nếu với anh em là không có tài chính thì gọi thêm con người yêu, hoặc là rủ thêm bà vợ cả, hoặc thêm nữa là gì, gọi thêm ông bạn thân để ông làm gì, chắn bùn 37 cân. Đấy thì bộ chắn bùn đấy, thì nếu mà như anh em không lắp chắn bùn đấy thì như chú Luân bựa trong Sài Gòn chú chửi ấy, thì cái này là cái gạt cứt, thì anh em có thể lắp cái gạt cứt này vào. Đấy, cái gạt cứt này là của KTM. Đấy, của KTM thì khi nó lắp ấy, nó lắp thẳng vào cái ốc này. Và đây các bạn thì để ý nhá, phải bắt buộc phải có cái ốc chốt này. Đấy, camera có thể quay focus cho anh cái ốc chốt này. Đây, đây con ốc chốt này anh em này. Đấy, ốc chốt làm gì để nó chống xê dịch, chống xê dịch lên xuống, bắt chống trái phải. Đây thì đã có ốc này chốt rồi, và đây là chống xê dịch lên xuống. Thì đây là một chiếc gạt cứt của KTM, nhưng mà nó rất là hiệu quả nhá, cực kỳ hiệu quả, chắn mưa chắn bùn, nó to này cơ mà, đi lốp 180 được luôn. Và tiếp theo nữa là lên cái lốp này. Đấy, như con béo ô tô thì độ con lốp scrambler lên 180 thì mình bỏ ra để mình khoe, nhưng mà con đấy là của mình trưng bày, mình ít đi lắm nên là mình sẽ không đi, và còn đi đâu thì mình gửi mấy thằng nhân viên đi, mày đi chơi với anh một tí, nó không đi ép chúng nó đi thôi, mình có quên mà. Đấy, cái đấy là mình có lợi thế. Còn nếu mà vợ mình đòi đi xe máy thì mình sẽ không đi xe đấy, vì tại sao, vì nhỡ may gặp một chỗ bắn về nó lại hổ nó vỗ đầu. Đấy, thì tiếp theo nữa không chém đó nữa, lên đến quả xin nhan sau, một con xin nhan Spirit L17 hàng chính hãng luôn. Đấy, con béo thì không bán hàng copy. Đấy, Spirit Beat này, camera có thể quay cho anh đấy, cái chỗ tay anh này, đấy là cái công tắc Spirit Beat. Đấy, cái này là công tắc Spirit Beat thì 320.000, nhưng mà chạy tải LED Audi rất là đẹp. Đấy, che cái biển đi, che biển. Đấy, rất là đẹp đúng không anh em. Và tiếp theo nữa là lên đến dàn đầu thì là bộ tay phanh tay côn, thì rất là nhiều anh em thay, vì là tại sao, vì tay phanh tay côn zin nguyên bản của xe thì trông nó rất là đơn giản, đơn sơ, nó không được bắt mắt. Nó dùng thì rất là ngon nhưng mà nó lại trông nó hơi đơn giản, đơn sơ. Thì đây là mình giới thiệu bộ tay phanh tay côn của Genma Thái Lan. Bộ này là của hàng Thái Lan sản xuất nha anh em nhé. Đấy, hàng Genma này, Genma Thái Lan. Thì nó rất giống con X1R hàng Đài Loan gia công, giống hệt luôn mẫu mã, model gần như là kiểu copy 1:1, với cả giống như kiểu là con điện thoại iPhone với cả con điện thoại Trung Quốc ấy. Đấy, nó tương tự như nhau. Thì con này, nhưng con này là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là hàng Thái Lan. Thì đây nhá, nó tăng chỉnh 6 số. Đây, cái ngón tay của mình đây, nó đoạn rất là ngắn. Đấy, nhưng mà móc cua thì vẫn ok. Đại loại là thế. Tại đoạn tay rất là ngắn nên mình bóp lên, mình anh em nhìn thấy không, mình bóp bị với này. Đấy, mình bóp bị với, nên là để mà thuận tiện cho mình thì khi mình thay lên thì mình sẽ dùng số 3, số 4 thôi. Đấy, nó bóp nó tiện hơn. Cũng như bên côn này. Đấy, bên côn này đuỗi mình chỉnh là mình đã phải chỉnh xuống lốp 1, số 1, số 2 rồi, vì đoạn tay của mình rất là ngắn. Đấy, đấy, đoạn tay rất là ngắn. Còn nếu mà anh em mà tay dài đấy, tốn vải tốn miếc thì tay dài với này, nhưng mình với này mình chạy rất là mỏi. Đấy, nên là mình sẽ tăng chỉnh nó về cái vị trí là số 1, số 2 thuận tiện theo tay mình. Thì cái bộ phận này nhá, camera có thể giúp anh cái việc này, em có thể quay được cái lẫy nhôm không? Anh em này chơi tay phanh tay côn độ thì sẽ biết là cái lẫy nhôm này. Đấy, cái lẫy này này, anh em để ý này. Đấy, cái lẫy này, khi cái lẫy này thì với việc là tăng chỉnh như này là ok này, cũng được đúng không? Nhưng mà để bảo vệ và nó chống bài mòn và ngon lành hơn cho bộ tay phanh tay côn của bạn, thì bạn hãy ấn ngửa cái tầm tay này lên, nhìn tay này mình này, ấn ngửa lên này, ấn ngửa lên và gạt nó xuống. Đấy, nó gạt theo số của bạn mong muốn. Đấy, ok anh em, thì là nó sẽ an toàn hơn. Và ra bên phanh này cũng thế nhá, bên phanh này đây, chúng ta chỉ cần ngửa cái tầm tay này lên một tí này và gạt. Đấy, ở bên này rõ hơn này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái lẫy không? Cái lẫy này này, lẫy đã được bôi cả mỡ rồi đấy. Đấy, thì gạt lên gạt xuống này. Còn nếu mà để này gạt cũng ok này, tanh tách rất là vui tai, nhưng mà nó lại nhanh tốn tiền của bạn thôi, vì là nó sẽ bị bài mòn cái lớp lớp thấp của nó. Và lắp thêm cái gương này thì nói thật với anh em luôn, nhìn thì không nhìn được nhiều. Đấy, nhưng mà để làm đẹp với cả chống các anh. Đây này, chống các anh là gọi là hôm mình nhìn thấy ở Bu nó làm quả áo này. Surprise đấy, bất ngờ chưa ấy, kiểu các anh vồ ra, các anh cho xin đôi lít, cho xin 3 lít xe độ xe cháo ở thế này kia. Đấy, thì để tránh các anh ấy là đây em có gương này. Và anh em nói luôn nhá, gương này nếu công an bảo lắp gương không tiêu chuẩn, bảo anh nhầm luôn, em lắp gương này em coi được đằng sau được rồi đủ thứ. Cái của mình là gì, khi mình vào chốt thì mình văn minh lịch sự, mình trình bày rõ ràng đấy, xe của em nó như thế, nó lên như thế, cái này em không biết gì đâu, giả vờ ngu ngơ chết ai đâu đấy. Và thêm nữa là có những bạn thích lên những cái xi nhan này cũng rất là đẹp.
anh em hay chạy tour chạy tiếp thứ nổi lắm, đi buổi tối rất nổi luôn đấy, rất là nổi. Và thêm nữa là để làm đẹp cho chiếc xe và nổi bật cho thêm cái xe thì camera có thể quay ngang cho anh em quay ngang tổng thể cái xe cho anh. Bạn biết rồi đấy, một chiếc xe lên tông màu đen đỏ nhưng lại rất thiếu đỏ. Đây, con béo mô tô đã đập rất nhiều đồ chơi màu đỏ lên rồi nhưng nó vẫn còn đang thiếu đồ chơi màu đỏ. Và đây mình đã phối thêm những cái con long đen của Speedy. Cái này là một cùng một phân khúc của nhà sản xuất GTA nhá, Speedy đấy, rất là đẹp đấy. Con long đen này, long đen Speedy, nó sẽ là chụp vào cái chỗ bộ vân hở của con ốc zin của bạn đấy. Anh em nào đã sở hữu con CB này hoặc là chưa sở hữu thì có thể là search Google đấy, là chiếc search Google ra CB zin, nó sẽ ra con ốc zin, nó trông rất là bình thường và là thêm làm đẹp thôi đấy. Và đây khi mình quay vlog ở đây thì rất nhiều người hỏi là chiếc xe này đẹp thế xe bao tiền. Con này là 105 triệu đấy, anh chủ xe đã mua và mặc cả được 102 triệu nhá. Nên là anh em nào có ý định mua xe thì có thể biết lên. À quên một cái rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, quên các bạn xin lỗi, chùm cuối luôn ở cuối cùng, gù chống rung. Đủ cái con gù zin của con CB150R này nó bằng nhựa anh em ạ. Nó giống con Exciter, giống con NVX, giống mấy con của Exciter Yamaha. Nó bằng nhựa rất là cùi bắp, nó bị rung, chạy tốc cao, tốc từ 60 trở lên thôi đã rất rung vào tê. Và đây là cái đầu video anh em đã thấy đấy, con béo mô tô đã phải đóng cái gù vào đây rồi. Và tiếp theo là mình bắt thêm cái gù kiểm nữa, Brembo, rất đẹp luôn, phay CNC này. Đấy, logo Brembo, phay CNC cực kỳ đẹp. Và đây là khắc thêm logo Brembo. Đấy, rất là đẹp và chạy nó sẽ không bị rung tay quá nhiều nữa. Nó triệt tiêu được khoảng tầm 85%. Bệnh này thì anh em nói luôn nhá, không phải là bệnh của CB nó bị đâu. Tất cả các con xe, gần như tất cả dòng xe bị, ngay cả CBR250 luôn, chạy tốc cao trên trạm vẫn bị rung. CBR600 chạy vẫn bị rung. Vì là tại sao? Vì là nhiều con nó sử dụng bằng cái ốc gù nó quá là ngắn. Nó ngắn, nó không đủ nặng để nó tì được cái hành trình ghi đông xuống. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái gạt cứt đó. À, nhông xích đủ. Thằng mày nói với anh chứ sao là mày cứ chỉ ai biết. Chỉ. Mà, con này anh em, tại sao là con béo, rất là nhiều anh em đã qua con béo mô tô và con béo mô tô từ chối và thay xích cho các bạn. Đấy, vì là sao? Vì là cái nhông mới này và cái xích mới này nó phải ăn khớp với nhau. Khi bạn đi cái quá đi nó khoảng mất được 1.000 cây rồi thì đã bị cái lỗ răng này nó đã bị bài mòn rồi, thì cái lỗ xích này và cái lỗ răng này nó sẽ không còn khớp vực với nhau nữa, nên là đi nó sẽ không còn mượt mà nữa. Thì mình thu tiền của bạn mình rất ngại. Vì tại sao? Vì xích của mình là nhà bán hàng chứ mình lại không phải là nhà sản xuất, nên là mình cũng cách sản xuất ra được cái xích này để mình tặng bạn. Nên là khi mà lắp lên rồi nó không ngon được, thu tiền bạn nó xấu hổ vãi cả đái luôn, mẹ số hổ cái khỉ. Nên là mình thôi thà không thu tiền còn hơn, bảo là thôi anh đi cố lên đến 5.000-6.000 cây thì thay ra cho đỡ phí. Còn như các bạn đấy, anh em thấy cái xích này không? Thấy xích này là xích vàng. Thì mình khuyên thật với các bạn luôn, cái xe này mới đi có 61 cây thôi. Đấy, nên là cái độ bài mòn của nhông xích nó chưa có, nhưng mà mình đã thay cho rất nhiều mấy con xe rồi. Nó phải trên 5-6 con rồi. Nhưng mà mình không hiểu tại sao luôn, mình thay cái nhông mới, thay cái xích mới này vào cái nhông mới này mà đi nó vẫn cứ bị giật, vẫn đi bị có độ văng, vẫn có độ lạch cạch. Mình không hiểu làm sao luôn. Hay là có thể là do cái nhông này nó bị lỗ, nó bị khác so với cái lỗ của cái xích X1R phớt cao su này, nên là đi nó vẫn có độ cạch cạch, vẫn có độ khó chịu. Thì mình khuyên thật với anh em luôn, nếu mà anh em nào xác định mà triệt tiêu cái bộ mà cái tiếng cạch cạch đi thì đừng chỉ thay mỗi cái xích mà thay cả bộ nhông này luôn, thay cả bộ nhông trước sau và xích này luôn. Như đây con này 161 cây mà mình cũng đã thay cái bộ nhông này cho khách luôn rồi, và đi nó rất là êm và mượt, đi rất là êm và mượt và không bị tiếng cạch cạch khó chịu nữa. Còn anh em nào mà thấy tiếc, thấy phí cái bộ nhông xích zin này thì cứ cố đi tạm, coi như là sống chung với lũ đi. Bởi vì tại sao? Xích nó không có phớt cao su, cộng với là hành trình gấp, các bạn thấy không, nó rất là dài, nên là cái độ kéo tải, độ vẩy của cái xích nó rất là lớn, nên nó có tiếng cạch cạch, đấy là hoàn toàn bình thường. Nó không, xe nó không bị lỗi gì cả, nó chỉ khó chịu ở tai mình thôi. Thì anh em nào ok dùng còn lành, cũng sống chung với lũ, các bạn thích tiếng cạch cạch đấy thì các bạn có thể dùng. Còn nếu mà anh em nào mà nghe đi khó chịu, cạch cạch khó chịu, thì khi mà thay thì khuyên thật anh em là thay, mình không bảo anh em là qua con béo mô tô thay nhá, thay ở đâu cũng được, nhưng mà khi mà đã thay rồi thì bạn thay luôn cho mình cả bộ nhông xích đĩa, nó đi đồng bộ với nhau thì chạy rất là êm và mượt và ngon. Đấy là cái mà mình khuyên cho anh em chân thành. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi một cái vlog rất là nhàm
chán. Vì là tại sao? Vì một chiếc xe độ rất là nhỏ nhả, ít đồ chơi này. Vì quân béo là hay độ full hay sâu cho các bạn. Xe độ full thì đây là những chiếc xe mà dành cho những anh em mới chơi cần tìm hiểu. Và xin cảm ơn tất cả anh em mà ở lại với quân béo mô tô đến giờ phút này để nghe quân béo mô tô nói tâm sự về những cái cần thiết cho xe. Và xin cảm ơn bạn. Và đừng quên là nếu mà anh em đã đến đây rồi thì like và share cho mình nhá. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi.